Đây, em xin chào tất cả ông bà cô chú và cả nhà. Hôm nay đêm vừa rồi chỗ em ngã có trận mưa to thôi rồi luôn, mưa cho cỏ đổ, rau cỏ đổ dần lụt dập dạp hết đây rồi nhá. Hôm nay trời mưa mát mà em ngã phải buộc khăn như thế này. Lý do buộc khăn như thế này là em ngã bị zola, người ta bảo bị zola thần kinh. Bây giờ mới có thế này thôi, hôm qua mới có một tí 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 ấy, nhưng mà hôm nay đã to hơn rồi. Người ta bảo nếu mà không uống thuốc bôi thuốc uống thuốc vào thì nó còn to hơn nữa, tại vì nó sẽ chảy theo cái đường miệng nước, nó chảy ra đến đâu thì nó sẽ loan ra đến đó. Em thấy nghe người ta bảo vậy thôi chứ thật ra là chưa bị cái này bao giờ. Thế là đi lấy thuốc uống thuốc bôi, giờ người ta bảo là kiêng gió, bây giờ kiêng làm sao. Thế là tốt nhất là em lấy khăn em buộc lại. Ở trong nhà thì thôi, nhưng mà ra ngoài cho lấy khăn buộc lại cho nó để tránh gió cho nó đỡ. Chứ bảo cái zona thần kinh này rất là mạo hiểm, nó còn chạy vào máu nó cơ. Nghe bảo vậy thì mình cứ cẩn thận hơn một chút cũng được. Đó, mưa to quá, thế là rau này, rau cũng bị lật đấy đấy này. Cây này nó còn nhỏ nên là không lật, chứ xà lách nó yếu cây hơn nên là bị lật hết. Cây này nhỏ cứng này mà. Anh em đang cấy súp lơ, mua một bó súp lơ mà được có 10 cây thôi, mới cấy được 3-4 hôm, bữa nay bắt đầu đứng rễ. May vào rồi đêm mưa thì cây này nó nhỏ không việc gì, chứ đám xà lách này thì lật hết rồi. Mưa to quá mà. Trời, rau mồi, rau cúc hôm nay nên đều đẹp luôn. Dăm bữa nữa là có rau mùi ăn rồi. Loại này nhanh lắm. Rau cải, rau cúc hôm nay cũng nên rất là đều. Mưa to quá thì là nó đổ như này, không biết có việc gì không. Sợ nắng lên lại sợ chết đây. Không nắng thì được. Ít bữa nữa là thao hồ rau ăn. Em là kho nồi cá, thì bỏ ra cấu ít hành vào kho cá đi. Hành mới dắt được như 5-6 hôm mà hôm nay đã có ăn này đấy này. Ít bữa nữa là tha hồ ăn. Nhà em thích nhất là cái món hành hoa này, hành hoa rán trứng bỏ vào ngon lắm, trẻ con đứa nào nó cũng thích. Toàn bảo mẹ ơi đi chợ mẹ cứ mua về bỏ trong túi buộc tươi bóng vào cho nó tươi, rồi lúc nào mình ưng rán thì cho có mà rán. Thế là em mua về em bỏ trong tủ, thế là em lấy lá thôi, còn nụ gốc thì em cầm ra em trồng này. Ta nó hôm nay nên đẹp ấy. Trời mưa này cỏ thì cũng tốt đây, nhưng mà bị đổ. Cái góc đằng kia tốt hơn là đổ hết đây. Rau muống giờ trái mùa rồi ăn không ngon nữa, nhưng mà non đây, mưa xuống là non bệu đó. Tại khái nó ăn nó vẫn cứ hơi chát chát, nhưng mà mình hái non non thế này nó cũng được. Chiều ra hái rau muống vào ăn. Bữa trước em Nga đi chợ còn mua được bó xìa là nữa này. Bà con chỗ em ít người biết ăn cái cây này lắm, thỉnh thoảng có người biết ăn thôi. Bữa trước đi chợ này thấy cái chị buôn nông sản á, chị lấy về chị bán. Thì bán có 3-4 bó, bảo em lấy về 4 bó mà suốt từ sáng giờ mới bán có một bó, bây giờ chị là bó thứ hai. Ở đây không ai biết ăn cái này, ở đây ít người ăn cái này, biết ăn cái này, ở đây ít người biết ăn cái này, chẳng thấy ai mua chị ạ. Thế là chị Nga thấy lạ lạ, chị Nga mua ngay. Thì hôm nay bỏ vào kho cá, em thích cái lá này lắm. Đợt trước bà ngoại cho hột về gieo, thế là gieo được một đám lên luôn, thì là ăn mãi. Thế là vì sau còn ít em thái bỏ trong cái lọ trong tủ đông ạ. Vì sau cũng bỏ ra nấu dần dần dần, nhưng mà để mãi nó cũng không mất thơm. Thế là thôi mãi em cũng vất đi. Hắn còn hột kia nào phải gieo thêm một đám nữa. Có cái này vào nó ra cái mùi cá thơm ngon lắm. Hôm nay bé Thảo nghỉ học thì chúng mới trời mưa. Là bố Quý không được ở nhà chơi với em luôn thôi. Thảo ơi, Thảo em ơi, đi nhảy đây.
Bữa nay em chơi xa quý rồi, không cần mè nữa. Ôi, bữa nay em chơi chán rồi chứ. Bye bye. Mày đi nấu cơm đây. Đi nhảy thôi. Yeah, mế đấy. Hôm nay chủ nhật ở nhà cho cả nhà ăn món cá kho giềng. Món cá kho giềng này là món cá ở ngoài Bắc đây, chứ ở trong này ít người kho như vậy lắm. Em kho bằng chay này, bằng chay tươi thì không có đâu, tại vì không mang được chay tươi về. Thế là bà ngoại sát được một ít chay khô, thế là em mang về em kho cá. Thế là món cá kho ngoài mà bà ngoại em hay kho đây. Anh Quý thích ăn lắm. Hôm nay ăn thịt cũng chán rồi, thế là ăn cá. Không có món gì nhiều cả, nay chỉ có hai món thế thôi ạ. Hôm nay cuối tuần này, xong rồi các con được nghỉ học nữa. Thế là sáng ngủ dậy trưa. Này cả lốt mưa mát ấy. Thế là ngủ dậy 7:30. Thế là cho em Thảo ăn sáng xong rồi đi chơi một lúc, 9 giờ mới về. Về nhà lại chẳng thấy bố Quý đâu nữa cả, không biết dậy bao giờ đi đâu. Thế là gọi điện bảo anh này đi công việc, thế là đi công việc mới về. Anh Toàn, chị Hương cũng vậy, hôm nay nghỉ học cho ngủ thoải mái luôn, 9 giờ mới gọi dậy trông em cho mẹ làm việc. Con này bỏ ít chè đấy nhá. Mẹ ôm cho bố Quý một ấm nước chè xanh, trời mưa này ăn cơm cá có nước chè xanh uống ngon. Bà kêu ông Dũng không còn già nữa. Wow. Bà kêu ông Dũng máu bà kêu ông Dũng. Bà kêu mẹ bé chứ, kêu ông Dũng. Em Dũng già bác ngã không? Bà kêu cả. Kêu cả nữa. À. Kêu mẹ bé ơi em cả. Để chắc là được cái đấy đi. Ra này đi ở đây bác thấy chưa? Qua đang hỏng che cho bác Quý. Nhỏ. Đấy. Nhỏ. Đi ra ngoài chứ. Đi nhỏ. Không biết thì coi ra ngoài đi cho bác không biết. Bác sợ cháy cá. Cá này là phải rang nỏ nồi cơ. Một tí sau rồi thì làm cho nó tái tái một tí. Bác cho mình không? Cá biển. Nó cắt tưới nó bột ra. Bác cho thằng Dũng cá về cơm ơi. Dạ thế. Ồ. Dạ cái tổ. Dạ. Dạ tổ. Đấy. Tổ. Bác chào anh Long. Chào cái tổ. Ê, rồi đi về. Thôi về ăn cơm. Về ăn cơm. Muốn đầy rồi, anh Long đi về không? Không về chưa? Chưa. Thôi, đi ăn cơm nha. Nè, rồi anh dùng cơm này. Dạ bác chưa? Chị. Dạ chưa? Dạ chưa. Ăn nhậu. Bà nhà bà về ăn cơm à? Bà đi. Rồi. Ăn á. Về nhà ấy. Ê, về ăn chứ. Ái, ái. Ái, kêu đi. Bắt này một mặt cãi. Ê, đi bắt xuống rồi đi. Con đi dạ, con đi về. Thôi về ăn cơm đi, nhà bác chuẩn bị ăn cơm đây. Mất cái con kho cá, con nào kho thêm thêm mới bảo là trên nhà ông bà ăn nữa. Bà tí mà đừng có lấu gì cả, tí mà bác kho cá xuống lấy mà ăn. Bà bà cơm ơi. Họ ăn ngủ thôi, nhưng mày có máy nhưng quay chứ là ăn cơm được chứ. Ừ, bà ăn cơm mà đi món nữa. Đang làm. Ngồi bên đây. Em ngồi ngay ngắn lên. Cái ca ngồi bên nữa cho em sang bên đấy đây. Đang cắt đòi của nó. Ngồi không? Ngồi đây mẹ cả. Chị em ngồi lỗi lỗi nè. Ngồi ngồi bên chị ơi. Ngồi
này bà mà có cơm trứng đi. Thầy chích đôi cái này bắt ta. Cảm ơn con, cái này vậy. Anh sẽ thả sớm luôn. Rồi tạm bò, bò, anh có cái thải cho anh. Bò hơn trơn cũng quay rồi. Ôi, đây mẹ. Tuấn ơi. Mở ra. Rồi, em mời lại gia đình ăn cơm với mẹ con bé Thảo nha. Bé Thảo ngồi như thiệt đấy lại. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm Thảo nha. Đấy. Chào chào nha. Cảm ơn mặt cá đây. Mẹ lấy cá con ăn đấy. Cá này thì nạc Thảo ăn. Riêng thôi mà chứ muốn bỏ cái thân thể. Cái gì? Riêng đấm thân thể mới thởm. Ủi rồi. Mày đấm. Đấm thì em cho rồi. Rồi thôi. Tao ngọt muốn ba nó ngọt. Em à. Không. Ăn đi con. Bồ con. Nào ngồi xuống. Không nhảy nữa mẹ đâu. Ngồi xuống, ngồi xuống ăn đó. Ăn rau bố. Sáng nay ăn cơm sáng muộn thế là bán thì chưa đói, ăn được mấy thì á. Thế thôi, chưa ăn nữa giờ nên ngủ nha anh. Hồi ngủ dậy ăn cơm nguội. Đây thế thôi, giờ mẹ con cháu xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh cho gia đình mẹ con cháu.